Thưa quý vị, 40 năm gắn bó với bục giảng là gần ấy thời gian, thầy Ngô Hồng Khiêm, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Bàng ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, vừa dạy học vừa làm MC không chuyên ở các nhà hàng để có thêm thu nhập, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm chi phí và động lực vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. Gác chung mình, gác gác vui. Đúng rồi. Nhà giáo ưu tú Ngô Hồng Khiêm, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Bàng, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, luôn được nhiều người yêu mến bởi không chỉ là một nhà giáo mẫu mực mà còn ở tấm lòng nhân hậu. Hơn 40 năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy còn làm người dẫn chương trình không chuyên để có thêm thu nhập, giúp đỡ các em học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ tôi là MC. Từ năm 1985, trong những buổi mà vui chơi đến dự đám cưới của những người dân hàng xóm, thì trong những buổi đó thì gia đình cũng có những trình văn nghệ hay là giới thiệu cô dâu chú rể, thì lúc đầu thì chúng tôi cũng đến vui chơi thôi để trao đổi cũng như là giúp cho gia đình. Nhưng mà dần dần thì những công việc đó nó thành thói quen, thì một số người cũng đến để trao đổi nhờ tôi làm những chương trình đó. Nếu mà chính xác thì năm 1992 là trực tiếp mà tôi làm những công việc đó với những tiền thù lao của nhà Hà trả. Bên song song đó thì lúc bây giờ thì chúng tôi đang chủ nhiệm, đang dạy cấp 2, cũng thấy một số học sinh hoàn cảnh khó khăn. Chính vào chỗ đó mà chúng tôi mới dùng số tiền đó chích ra ngoài đó để hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vốn xuất thân từ gia đình lao động nghèo, tự bươn chải kiếm sống khi còn nhỏ, nên hơn ai hết, thầy Khiêm đồng cảm và thấu hiểu nỗi khó khăn của các em học sinh. Ban đầu từ đồng lương giáo viên, thầy trích ra một ít để mua dụng cụ học tập cho các em. Sau này, toàn bộ số tiền thu nhập làm nghề dẫn chương trình cũng đều được thầy tích lũy mua bảo hiểm y tế, đóng học phí cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình con khó khăn, đi học vất vả, mẹ với ba con mất, không ai nuôi con, ở với bà ngoại với ngoại, con buồn khi không có ba mẹ, con sợ là không ai giúp đỡ con. Ở trường thầy Khiêm giúp con và mua bảo hiểm cho con, và con rất vui khi được thầy Khiêm mua bảo hiểm cho con. Con hứa với thầy con chăm ngoan học giỏi, cố gắng để đạt được thành tích tốt hơn. Không chỉ quan tâm học sinh tại trường mình, thầy Khiêm còn giúp các học sinh ở nhiều điểm trường khác trong tỉnh. Ngoài hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, thầy còn vận động xã hội hóa hỗ trợ học tập, trao học bổng tiếp sức cho học trò có hoàn cảnh khó khăn. Thầy Khiêm thì khi về trường á, thì thầy rất là quan tâm tới học sinh, chẳng những ở trường này mà ở những trường khác nữa. Công việc của thầy hoàn thành rất là nhanh nhẹn, hoàn thành tốt việc công việc. Rồi đồng thời thầy còn làm thêm cái MC. Cái MC của thầy là cái tiền đó thì như hầu như là thầy hỗ trợ các em học sinh nghèo. Đặc biệt là lớp cô năm nay nè, lớp tôi năm nay thì có học sinh, nó cũng học sinh dạng học sinh nghèo. Và tôi khi lên mà đề nghị với thầy thì thầy cho liền. Cương vị là một người lãnh đạo trong ngành giáo dục mà chúng ta làm như thế, thì lúc đầu thì một số người cũng bàn ra bàn vô. Tất cả gì tôi làm là làm việc ngoài giờ. Khi mà cảm được giúp cho học trò hoặc là giúp cho cá nhân những người già neo đơn cảm thấy hạnh phúc, người ta đã nhận được những cái gì của mình, nhưng mà đối với tôi cho đi chúng ta không hề nhận lại, mà chúng chỉ nhận lại gì, cái ánh mắt, cái nụ cười, cái niềm hân hoan của những người đó. Từ đó mà chúng tôi cảm thấy động lực hơn nữa, tạo niềm hạnh phúc hơn nữa, tạo niềm vui hơn nữa cho những học sinh nghèo và những người nhà neo đơn thôi. Thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là người lái đò chở tri thức, mà trong trái tim họ luôn dành tình yêu thương bao la cho học trò của mình. Bởi vậy, có không ít giáo viên như thầy Khiêm luôn sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức để giúp các em có cuộc sống ngày một tốt hơn, có thêm niềm tin, động lực, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.